비추고 Không có một cây cầu nào có thể bắc ngang qua sông Amazon bởi vì nó dài tới 4.300 dặm, gần 7.000 km và có lưu vực rộng nhất thế giới. Cây cầu duy nhất được tìm thấy ở khu vực này là cầu Rio Negro, được xây dựng năm 2010. Nó bắc ngang qua sông Rio Negro, một nhánh của sông Amazon. Cả da và lông của một con hổ đều có vằn. Hơn nữa, bạn sẽ không tìm thấy hai con hổ trên thế giới có vằn giống hệt nhau. Năm 2012, một người phụ nữ đọc về thông báo mất tích và quyết định tham gia vào đội tìm kiếm để giúp đỡ. Tuy nhiên sau đó, đội tìm kiếm này phát hiện cô chính là người được miêu tả trong thông báo đó. Sự thật là cô đang đi nghỉ ở Iceland và cô cũng chẳng nhận ra người ta đang đi tìm mình. Nếu bạn đã từng xem hành trình bay trong các chuyến bay dài, bạn sẽ thấy rằng máy bay không bay theo đường thẳng. Trước hết, một đường thẳng trên một bản đồ 2D không khớp với một đường thẳng trên một quả địa cầu 3D. Thứ hai, hình dạng của trái đất là một hình ellipse và phẳng ở gần cực. Vì vậy, khoảng cách ngắn nhất giữa các cực không phải là vòng cung của một vòng tròn. Ví dụ, nếu bạn bay từ Ấn Độ đến Mỹ, bạn sẽ bay qua Nga, Anh, Greenland và vân. Đây thực sự là cách ngắn nhất. Táo mà chúng ta mua ở các siêu thị được thu hoạch từ 5 đến 12 tháng trước khi đến quầy. Trong thời gian chưa có người mua, chúng được lưu trữ trong tủ lạnh đặc biệt với mức oxy thấp để tránh sự phân rã. Có một vài lý thuyết cho biết tại sao chúng ta cần ngủ. Nó có thể là cần thiết cho sự trưởng thành và phát triển, người càng trẻ càng ngủ nhiều. Có lẽ nó phục hồi tất cả các hệ thống của cơ thể và kích hoạt bộ nhớ và sự chú ý, nhưng không có câu trả lời rõ ràng nào về việc tại sao chúng ta lại ngủ. Như chúng ta đều biết, bơ rất tốt cho sức khỏe và an toàn cho con người. Tuy nhiên, hột, lá, thân của quả bơ và quả chưa chín đều có độc và nguy hiểm cho các loài động vật, đặc biệt là chim. Vì vậy, nếu trong nhà có vật nuôi, nhớ đừng bao giờ cho chúng ăn bơ nhé. Giống như vân tay, vân trên lưỡi của mỗi người là duy nhất. Một con cá koi Nhật Bản tên là Hanako đã sống 226 năm, nó chết vào năm 1977. Albert Einstein có thể trở thành tổng thống của Israel, nhưng nhà khoa học đã từ chối đề nghị này. Quần đảo Diomede nằm giữa Nga và Mỹ là một đường đổi ngày, daylight. Sự khác biệt giữa thời gian giữa các đảo là 23 giờ. Vì vậy, nếu phía tây của đường này là ngày 18 tháng 5, thì phía đông vẫn còn là 17 tháng 5. Tuy nhiên, khoảng cách giữa các đảo chỉ là 2,4 dặm, gần 4 km. Rất nhiều người Nhật bị mắc hội chứng Paris, trạng thái thất vọng cực độ khi đặt chân đến thủ đô của nước Pháp. Dĩ nhiên nếu muốn, bạn cũng có thể trải nghiệm nó. Nhưng đối với người Nhật, điều này thực sự nghiêm trọng đến nỗi lãnh sự quán Nhật Bản tại Pháp thậm chí đã phải mở một đường dây nóng để cung cấp hỗ trợ tâm lý cho người dân. Đôi mắt màu nâu thực sự là màu xanh nhưng có sắc tố nâu. Nhà sinh học người Mỹ Greg Homer thậm chí đã thành lập một công ty và đang phát triển một quy trình để có thể cho phép mọi người thay đổi đôi mắt nâu của họ thành màu xanh lam. Vết cắt bằng giấy đau hơn nhiều so với vết cắt bằng dao. Điều này xảy ra là vì con dao tạo ra một vết thương sâu và gây chảy máu. Khi máu đông, vết thương sẽ lành nhanh hơn. Giấy không làm vết cắt sâu và không gây chảy máu. Vì vậy, vết thương cần lâu hơn để chữa lành và gây ra nhiều đau đớn. Các công ty Puma và Adidas, những người sản xuất hàng thể thao, được thành lập bởi hai anh em có họ là Dassler. Hai người này ban đầu sở hữu một công ty sản xuất giày thể thao được gọi là Gebrüder Dassler, nhưng họ đã có một cuộc chiến và mỗi người mở một công ty riêng. Puma ban đầu có tên Ruder từ Rudolf Dassler và Adidas
được đặt tên là Aedes từ Adolf Dassler. Những sự thật trên đây có làm bạn ngạc nhiên không? Hãy cho chúng tôi biết thêm những điều đáng kinh ngạc khác bạn lượm lặt được nhé! Harry Houdini được biết đến là nhà ảo thuật với kỹ năng giải thoát hàng đầu thế giới vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Bằng cách đặt mình vào những tình thế hiểm nguy cận kề với cái chết, ông luôn khiến khán giả phải hồi hộp đến đứng tim khi theo dõi những màn trình diễn của mình. Trong tất cả những màn ảo thuật trốn thoát kinh điển của mình, Houdini có lẽ sẽ tự hào nhất với chiếc hộp tra tấn bởi ông chính là người sáng tạo ra nó. Cụ thể, chiếc hộp kính dùng trong màn ảo thuật này được chính ông thiết kế, đặt làm với giá 10.000 USD và có bằng sáng chế. Ngoại hình chiếc hộp trông giống như một hồ cá cao, có khung làm bằng gỗ gụ và niken, chi tiết được mạ đồng. Chiều dài cạnh hộp khoảng 67cm, cao 150cm, nặng 3.000kg, chứa được 950 lít nước. Với thể tích này, chiếc hộp chứa vừa đủ một người. Mặt trước hộp là một tấm kính an toàn, loại kính khi vỡ sẽ vỡ thành những mảnh nhỏ không sắc cạnh, dài đến 1,5cm. Để đề phòng bất trắc, Houdini luôn mang theo một chiếc hộp thứ hai trong các chuyến lưu diễn của mình. Houdini thường sẽ bắt đầu màn ảo thuật bằng cách yêu cầu một khán giả bất kỳ chọn nơi ông sẽ đặt chiếc hộp trên sân khấu. Việc này nhằm gây ra ấn tượng rằng không có bất kỳ một lối thoát đặc biệt nào được dựng sẵn. Thậm chí, ông sẵn sàng treo giải thưởng 1.000 USD cho vị khán giả nào có thể chứng minh được ông giấu một khoang ẩn để chứa không khí dành cho việc thoát hiểm. Houdini sẽ khóa chân trong một cái gông làm bằng gỗ. Những chiếc rồng rọc đưa ông lên không trung rồi hạ ông xuống hộp kính, lúc này đã chứa đầy nước. Chiếc gông ở chân có tác dụng như một nắp hộp với 4 chốt khóa xung quanh, chỉ có thể mở từ phía ngoài. Sau đó, tấm màn che được kéo xung quanh bể. Bên ngoài là một trợ lý túc trực ở gần với một chiếc rìu trong tay, sẵn sàng phá vỡ kính trong trường hợp tai nạn xảy ra. Sự xuất hiện của người trợ lý này cùng hiệu ứng âm thanh từ dàn nhạc khi chơi bản Asleep in the Deep khiến khán giả phải nín thở vì hồi hộp, bởi cảm giác tai nạn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, trái với những lo ngại đó, chỉ khoảng 2 phút sau, Houdini xuất hiện từ phía sau bức màn trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Trong khi đó, chiếc hộp kính vẫn nguyên vẹn và không hề có dấu hiệu bị phá vỡ. Vậy, thực ra Houdini đã thoát ra khỏi chiếc hộp chật hẹp đầy nước đó trong khi bị khóa ngược chân như thế nào? Có hai điểm mấu chốt quyết định cho màn ảo thuật này. Thứ nhất, chiếc gông được dùng khi gắn vào hộp kính có nhiệm vụ che một khoảng không khí xuất hiện bên trong hộp. Khoảng không khí này chính là phần nước bị trào ra ngoài khi Houdini được đưa vào bên trong. Thứ hai, chiếc gông này có một thiết kế đặc biệt. Thoạt nhìn chiếc gông này rất chắc chắn và khó có thể bị phá bằng lực. Tuy nhiên, một khi bức màn đã được che lại, Houdini đã sử dụng hai bên của bể để đẩy chân lên, xoay người để bật một lẫy khóa ẩn, rồi thoát ra khỏi chiếc gông. Chiếc còng tay cũng được phá cực đơn giản. Cửa hộp mở ra, Houdini leo lên, đóng lại vào vị trí cũ và tự mình xuất hiện trước khán giả. Có một huyền thoại cho rằng, trong một lần biểu diễn màn ảo thuật này, Houdini đã bị chết đuối. Tuy nhiên, sự thật là ông qua đời trên giường bệnh viện vì bị nhiễm trùng do một vết thương. Lần tai nạn duy nhất xảy ra với Houdini trong màn ảo thuật này là vào ngày 11 tháng 10 năm 1926, khi rồng rọc đang nâng Houdini bị tuột một sợi cáp làm chiếc gông lung lay dữ dội, khiến ông bị rạn mắt cá. Màn ảo thuật này sau đó được rất nhiều ảo thuật gia thực hiện lại với một số biến thể như thêm còng tay hoặc thay đổi cơ cấu của chiếc gông. Hẳn là Houdini sẽ thấy rất tự hào khi đứa con tinh thần của mình vẫn có thể gây được tiếng vang sau một thời gian dài như vậy.